Như vậy, nếu nói tu theo đạo thánh thì người nam phải có tam can ngũ thường, người nữ phải có tam tùng tứ đức. Như thế ấy gọi đó là tu theo đạo thánh. Rồi nếu nói tu theo đạo tiên thì người ta cửu chuyển quần đơn tam hoa tụ đỉnh, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàng hư, để rồi được chứng đắc đại la thiên tiên. Đó. Như vậy đó là cái tôn chỉ của đạo Nho và tôn chỉ của đạo tiên như vậy. Còn cái tôn chỉ của đạo Phật, cái người mà tu tại gia là thấp nhất đi nữa thì cũng phải có tam quy và ngũ giới. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và ngũ giới đó là phải nhất bất sát sanh, nhì bất đạo tạc, tam bất tà dâm, tứ bất vọng ngữ và ngũ bất thẩm tửu. Được như vậy là đi đúng với cái tôn chỉ hành đạo của tam giáo thanh nhân. Rồi cái người xuất gia là phải giữ 10 giới, đó là giới sa di. Rồi bên nam là phải giữ 250 giới, gọi là giới của tỳ kheo tăng. Bên ni là phải giữ 348 giới, đó là giới của tỳ kheo ni. Bởi vì người bên nữ nghiệp có nặng hơn, cho nên giữ giới nhiều hơn, chứ không phải giữ giới cao, đó gọi là tu cao, mà giữ giới nhiều đó là nghiệp nặng. Thưa quý vị, như vậy đó là cái tôn chỉ của Phật gia. Mà bây giờ người ta đi ngược lại, bên đạo Nho đó thì không đúng với tam can ngũ thường, bên đạo tiên đó thì lại là không đúng với tam quê tụ đỉnh, không luyện tinh quá khí, không luyện khí quá thần, không luyện thần quần hư, không chứng đắc vào đại la thiên tiên được. Còn bên đạo Phật đó thì không đúng tôn chỉ, cho nên đạo Phật quy y rồi mà không chịu làm y, quy y lại là để y từ cái chỗ đó, cho nên không có giữ được cái giới. Phạm phải sát sanh, phạm phải đạo tặc, phạm phải tà dâm, phạm phải vọng ngữ và phạm phải ẩm tửu. Thưa chư đồng đạo, như vậy có phải là lạc chữ tu hay không? Cái tu thấp nhất mà còn sai lạc thì làm sao mà đi đến chỗ là chứng đắc đạo màu được? Cho nên cái người tu phải ráng, ráng thật là ráng tu mới được. Thưa quý vị, có một đoạn nói về đạo Phật, Đức Thầy kêu gọi các nhà sư đó là nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn, tu chân chánh mới không hổ tiếng. Cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến mà sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói, vân vân. Thưa quý vị, như vậy là lạc chữ tu rồi đó. Cái tôn chỉ của Phật gia là cái người cư sĩ là phải giữ ngũ giới, còn cái người xuất gia là phải giữ 250 giới. Tại sao Đức Thầy kêu gọi người xuất gia nếu xuất gia ngũ giới ráng gìn? Có nhiều nhà sư nói rằng ông Tư Hòa Hảo nói sai rồi, kẻ xuất gia thấp nhất là phải giữ 10 giới, người thọ giới tỳ kheo là 250 giới. Tại sao ông Tư Hòa Hảo còn dạy là phải giữ ngũ giới? Thế thì ông giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo nói sai rồi. Xin thưa, điều này không phải là sai đâu, sai là do các vị ấy nghĩ sai. Chắc quý vị cũng thấy, đã nói rằng không sát sanh, mà các nhà sư, các ông thầy đám thời xưa còn ăn mặn. Nếu còn ăn mặn thì còn sát sanh, như vậy là ngũ giới chưa gìn thì làm sao nói 250 giới được, phải không? Rồi thỉnh thoảng đi đám cái rồi khuya khuya tụng vài thời kinh rồi đó, chủ nhà nấu cháo vịt, nấu cháo gà đem ra, cái ông sư cũng lại lai ra, rồi thỉnh thoảng phải uống vài tỷ. Như vậy thì có phải là phạm giới ẩm tửu không? Mà phạm giới ẩm tửu rồi ông sư nói tôi mình tu đại thừa, như vậy thì phải vọng ngữ không? Đã phạm giới rồi mà còn tự biện hộ cho mình tu đại thừa, thế thì đó là sai lầm rồi đó. Vậy thì cái đạo này là cái đạo đi sai tôn chỉ của Phật gia, là cái đạo lu bù. Còn cái đạo thánh đó, thưa quý vị, thánh nhân mà chúng tôi đọc hết sách của đạo thánh đó là đại để như Tứ Thư và Ngũ Kinh. Chúng tôi không thấy coi ngày giờ cưới gả, không thấy coi ngày là dựng cột gác dông, không thấy gì hết, không thấy xây phòng dựng ốc xây hướng gì hết. Mà bây giờ trong đạo Nho hở hở cái đây nè, là phải đi coi ngày,
ngày nào thụ trụ được, rồi giờ nào là phải gác dông được, rồi đám cưới, rồi phải là coi ngày, coi giờ, coi tuổi, coi tác, vân vân, đủ thứ hết. Như vậy thì tôn chỉ của Đạo Thánh là tam cương ngũ thường, tam tùng tứ đức, đó là tôn chỉ. Rồi qua đến cái phần đại học thì tính cái bát điều một, chứ đâu có chỗ nào mà dạy là coi bói ngày giờ gì đâu. Như vậy có phải là đạo lưu bù không? Thế thì cái điều này chúng ta cần phải nói, người theo cái giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo đây nè, tới bây giờ đó mà thỉnh thoảng, chúng tôi nói là thỉnh thoảng thôi, đến cái ngày cả con cưới vợ cho con cũng phải đi coi tuổi coi tác. Đó, có đôi khi một cái cặp trai gái này người ta đã vừa ý xứng lòng với nhau rồi, nhưng mà tại cái ông thầy coi ngày làm cho tan vỡ cuộc hôn nhân, mất cả hạnh phúc của người ta. Cái điều này rất là sai. Còn cái người ta cất nhà thì lại cái coi ngày coi giờ coi thế này thế khác. Còn cái người ta cất nhà thì lại cái coi ngày coi giờ coi thế này thế khác. Thưa chư đồng đạo, cái điều này là trong đạo thánh không có cái tôn chỉ, làm sai cái tôn chỉ chỗ này. Cái tôn chỉ của thánh nhân là không có dạy như vậy, mà chúng ta còn theo đó, tức là đạo lưu bục. Bây giờ nói sơ về cái phần cưới gả. Chúng tôi còn nhớ cái câu chuyện xung quanh đời sống thánh thiện của Đức Thầy. Lúc Đức Thầy ở tại Sài Gòn, ông Hương Bộ Thạnh theo Đức Thầy ở trên đó. Bạn bộ ở nhà gả một người cháu, nhưng mà muốn coi tuổi phải đi lên trên Sài Gòn mới tìm ông Hương Bộ để nhờ ông Hương Bộ coi dùm cái tuổi coi có được hay không. Đức Thầy vốn biết tâm cơ của chúng sanh. Bà Bộ vừa đi đến cổng thì Đức Thầy đứng trên lầu, Thầy nói chào bà Bộ mới lên. Bà Bộ ơi, tôi muốn hỏi bà một điều. Thì bà Bộ đứng dưới dạ, ngước lên thì thưa Thầy, Thầy muốn hỏi con điều chi? Nói tôi muốn hỏi bà cái phía trên nước đó có đồng bà giá không vậy bà Bộ? Bà Bộ nói dạ thưa Thầy, đồng bà giá nhiều lắm Thầy. Rồi Thầy hỏi còn cái phía dưới nước của nhà bà ở đây có đàn ông giá không? Thì bà Bộ nói đàn ông giá cũng nhiều lắm Thầy. Đó. Rồi thôi bước vô nhà, cái Thầy mới nói không biết đàn ông giá đàn bà giá hồi đó cưới gả nhau rồi mà có coi tuổi coi tác không, mà bây giờ ở giá lời nó trơn gì bà Bộ ha. Bà Bộ biết rồi, Đức Thầy nói gì thế nào rồi. Thì bà Bộ mới nói là tôi lên đây tôi nhờ ông Bộ coi được tam hạp hay không. Tuổi đó nếu mà được á, ví dụ như tam hạp là thân tí thìn, dần ngọ tuất, hợi mẹo mùi, tỵ dậu sửu, vân vân. Những cái đó là ba cái tuổi này là cưới gả nhau được. Đức Thầy mới nói, Thầy nói bây giờ tam hạp không có đủ, mà phải lục hạp mới đủ. Bà Bộ nói dạ thưa Thầy, lục hạp là sao Thầy? Bà nghe nói lục hạp nó còn hơn tam hạp nữa kìa, thấy không? Thầy nói lục hạp nè, ông xui trai, bà xui trai, hạp là hai hạp, gọi là nhị hạp đó. Ông xui gái, bà xui gái, hạp nữa là tứ hạp. Rồi cô dâu chú rể hạp nữa là lục hạp. Mà có lục hạp như vậy là gia đình mới hạnh phúc. Còn nếu thiếu lục hạp là gia đình không hạnh phúc. Tam hạp thì không bằng đâu. Thì từ đó tới sau cái bà Bộ, dạ thưa Thầy tôi bây giờ con xin phép con về. Thưa chư đồng đạo, vấn đề coi tuổi coi tác sai gọi là bát sang tuyệt mạng hay là cái gì đó. Ngày giờ này đồng đạo chúng ta là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn giữ theo cái lệ này. Nếu có ai nói đến thì cho đó là vô cổ bất thành kim. Nhưng mà giữ những cái tục lệ nào chân chánh, bỏ những cái sự dị đoan mê tín cho thái quá đi để làm cho cái đạo đức bị suy đồi. Tại sao chúng ta không nghe lời Thầy mà chúng ta còn giữ cái tục lệ đó làm chi? Phải vậy không? Còn bây giờ coi ngày để cất nhà, lựa ngày tốt. Riết rồi trong kinh đồ Phật giáo Hòa Hảo dựng lên câu chuyện nói Đức Thầy và biểu cái ngày nào, một tháng có ba ngày, lựa cái ngày chính mà làm. Câu chuyện ấy có hay không có thì chúng tôi không dám xác nhận. Nhưng ví như câu chuyện ấy mà có, Đức Thầy bảo chúng ta chọn ngày chính mà làm. Nên nhớ rằng theo cái từ ngữ chính tả đây, cái chữ chính, chính là có hát. Ý muốn nói là chọn cái ngày chân chính mà làm. Mà cái ngày chân chính đó là do cái tâm của chúng ta nó chân chính. Còn cái con số đó, ngày mùng 9, ngày 19, ngày 29 là không có chữ H ở phía sau. Con số là số 9, còn 9 là cái ngày chính, ngày chánh. Đó.
Nếu có câu chuyện đó là Đức Thầy bảo chúng ta cái tâm cần phải chánh mới có thể là làm ăn được. Tất cả các cái đều do nhân quả mà ra. Tại sao chúng ta lại chọn ngày 19? Nên nhất định tôi mà có cất nhà lớn nhà nhỏ gì không biết, tôi tránh ba cái ngày 9. Để đưa mình vô ra ta nói ông này ông cũng còn mê tín dị đoan. Đó, thưa quý vị, bây giờ nếu nói đến cái vấn đề đó, chúng tôi muốn nói một điều cũng xung quanh đời sống thánh thiện của Đức Thầy. Ngày xưa đó, lúc Đức Thầy ở đường Lê Phêu, ở dưới này ông Hương Quảng Chiến đi lên thăm Đức Thầy. Đức Thầy mới hỏi thăm này, thấy ông Quảng, bữa nay ông lên ông thăm Thầy, bây giờ ông về, ngày mai ông về nha. Ông về là ông mang một số tư liệu này, số kinh giảng này về để giao cho ông cả, tức là giao cho Đức ông. Thì ông Quảng Chiến ông nói, dạ thưa Thầy, ngày mai 13 về không được Thầy. Đức Thầy nói sao 13 về không được? Nói ngày 13 thuộc về ngày Tam Lương. Thượng tuần sơ tam giữ sơ thất, trung tuần thập tam thập bát đương, hạ tuần nắm nhì giữ nắm thất. Ông mới giải cho Đức Thầy nghe. Thượng tuần á, tức là từ cái ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 đó là thượng tuần, là cái ngày mùng 3 với ngày mùng 7 thuộc về Tam Lương. Còn trung tuần đó là từ cái ngày 11 cho đến ngày 20, là cái ngày 13 và ngày 18 thuộc về Tam Lương. Còn hạ tuần từ cái ngày 20 cho đến ngày 30, 21 đến ngày 30 đó là nắm nhì, tức là cái ngày 22 là Tam Lương, rồi cái ngày 27 nó cũng là Tam Lương. Vậy là một tháng nó có 6 ngày Tam Lương. Ngày mai 13 đi không được Thầy. Thầy nói thôi mốt đi, nó mốt ngày 14. 14 làm sao ra đường được Thầy? Thôi để ngày rằm nó ra được. Thầy cười, Thầy nói thôi bây giờ Thầy nói với ông như thế này, ông cho ngày mai là 6 Thầy không cãi đâu. Nhưng sáng sớm nó vào lúc 6 giờ ông ra ông nhìn phía mặt trời mọc, mà nếu không có mặt trời lố dạng đó thì ngày đó ông đừng đi đâu, ngày đó xấu. Ông Quảng Chiến tưởng thiệt, tức là ông Quỳnh Hữu Hạnh đó nghe, ông tưởng thiệt là Thầy nói vậy. Cái sáng ra ông ngồi bên góc lầu ông dòm mặt trời mọc, ông thấy mà trời đâm mây ngang rồi lát mặt trời rựng lên, rựng đông lên. Kêu nói dạ thưa Thầy, bữa nay mặt trời mọc rồi Thầy. Thầy nói ừ vậy là ngày tốt, thôi cứ vậy. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì tốt xấu do nơi tâm mình chứ đâu phải là do nơi ngày giờ. Đức Khổng Phu Tử có dạy như thế này: niên niên đại hảo niên, có nghĩa là năm năm đều tốt lớn, ngoạt ngoạt đại hảo ngoạt, là tháng tháng đều tốt lớn, nhật nhật đại hảo nhật, là ngày ngày đều tốt lớn, thời thời đại hảo thời, giờ giờ đều tốt lớn. Trung hữu bất hảo duy tâm tạo, nếu có năm tháng ngày giờ mà không tốt là do tâm của ta tạo ra, chứ không phải ngày giờ năm tháng ấy tốt hay xấu. Thưa quý vị, đó là tôn chỉ của đạo thánh. Thế mà bây giờ trong đạo chúng ta cũng còn có một ít người còn sai lầm chỗ đó. Nếu còn sai lầm chỗ đó, như vậy có phải là lu bù không? Sao gọi là lu bù? Lu bù tức là cái đạo này không tôn chỉ, không đầu không đuôi, không có giáo lý, vừa tin bướng nghe càng vậy thôi. Thưa chư đồng đạo, nếu nói về cái nghi thức thờ phượng thì đạo thánh thờ theo thánh, mà đạo tiên thờ theo tiên, mà đạo Phật thờ theo Phật. Thế mà đạo Phật lại thờ ông thần tài ngũ phương ngũ thổ, thần tài địa chủ, rồi bà Đỗ Mạng, ông Táo Quân Tư Mạng gì đó, thờ tùm lum hết. Cũng chính cái ông Hương Quảng Chiến này đó, là trong nhà ông thờ cả phải là 19 cái lư hương, mà đến khi quy y với Đức Thầy rồi là dẹp hết, chỉ còn 3 cái lư hương thôi. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì ngũ phương ngũ thổ thần tài địa chủ, rồi bà Cố bà Hồng gì đó, như vậy có phải là có tôn chỉ không? Không có tôn chỉ. Mà nếu không có tôn chỉ thì đạo lu bù. Đồng đạo chúng ta ở đây là ai cũng có đi núi hết á, và cũng có mấy cái ông trưởng đoàn hướng dẫn đồng đạo đi núi đây. Mà đi núi đó, nếu gặp mấy cái ông tu sĩ, mấy cái ông giảng viên mà biết rõ về giáo lý của Phật Đà, của Đức Thầy đó, thì hướng dẫn anh chị em đi đúng chỗ. Còn có một vài chỗ đi lên trên đó, sáng ngày nay là muốn là đi cho mạnh, nó phải làm sao? Phải đi mua 1 ký dưa leo ăn, ăn đặng cho nó mạnh, đặng mà leo núi mới nổi. Như vậy đạo này phải đạo lưu bù không? Cũng là người đạo, nhưng mà đi trên đó mà mua dưa leo ăn để leo núi đó là lưu bù rồi. Đi trên gặp gốc cây này có thờ cái chim nhang, cái lợi, cái lại tam thiên vong mạng, lợi hòn đá kia cái cũng lại tam thiên vong mạng, rồi có đôi khi vuốt vuốt cái cục đá lại
tôi bị nhức đầu hoài, xin ông thần đá cho tôi được hết nhức đầu. Cái rồi lấy cái đầu mình cọ cọ vô trong cái cục đá, rồi lấy cái tay cái vuốt vuốt cục đá vỗ vỗ vô cái bụng mình về đây đặng cho hết đau bụng. Rồi buộc mấy cái đế mấy cái sặc ra rút lại gửi bệnh ở đây. Như vậy là đạo này là đạo lu bu đó nha. Thưa chư quý vị, vậy thì giờ đây muốn cho khỏi cái đạo lu bu là phải ráng tu. Ví như cái chữ ráng mà muốn nói ở chỗ này đó, hôm nay trong gia đình đứa con thân yêu của mình nó bệnh, mà thể theo cái tôn chỉ cái giáo lý của đạo Phật là bệnh là do nhân quả, rủi ốm đau bởi tại căn tiền hoặc hiển kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang rồi khẩn giấy Phật trời, rồi nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xả. Như vậy là thầy dạy rõ rồi. Nhưng mà bây giờ cha mẹ thì tin theo giáo lý thầy đó, nhưng ông nội bà ngoại đi lại coi cái xác cô hai đằng kia kìa, coi tướng nọ nói nhỏ này mắc cửu quyền thất tổ, hãy cúng mâm cơm canh. Rồi cái bà ngoại bà lại bà nói không phải mắc cửu quyền thất tổ không đâu, mà còn mắc bà tổ cô đó, mắc bà lãnh cô. Tổ cô tức là em của ông nội, lãnh cô tức là em của cha, chị của cha đó. Từ cái chỗ đó bây giờ phải cúng con gà, cúng cái đầu heo, bói ra ma, quét nhà ra rác. Bây giờ nói thôi đau chân thì há mồm, đau giò nhưng mà há cái mồm đang uống thuốc. Người xưa dạy đau chân há mồm là như vậy, đau cái chân nó nhức cái đầu gối, đó là thần kinh tọa hay là bệnh khớp, thì há mồm đang uống thuốc vô cho nó hết bệnh đầu gối, chứ đâu có phải há mồm đâu mà giái cúng mê tín dị đoan đâu. Thế mà về cũng đặt bàn, đặt rồi không cúng thì coi không được, mà nếu không cúng thì con mình nó chết thì sao. Thôi nghe lời ông tía mình, nghe lời bà nhạc mẫu mình, đặt cái bàn cúng, đặt hai ba bàn cúng vậy. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì đạo này lu bù mà chỉ có cái ráng tu á. Ráng là sao? Bây giờ nếu con nó sống thì tôi nuôi, mà nếu nó tới cái phần số của nó chết thì thôi, nó chết là giải thoát kiếp sanh tử sớm chút. Mà nếu dám làm được việc đó gọi là ráng nha. Chứ nếu không là không phải là ráng đâu. Bây giờ mình đã ăn chay mấy chục năm rồi, bây giờ đau quá đi lại bác sĩ, bác sĩ nói phải trợ đũa, ông trợ đũa tôi trị cho ông, rồi khi nào ông mạnh ông ăn chay lại. Bây giờ nghĩ coi sao nè, nếu không ráng nữa nha là nhất định phải theo cái đạo lu bù này rồi. Cái ông bác sĩ ông vẽ bù đầu bù cổ mình cái rồi thôi về trở đũa, nhưng mà trở đũa chưa chắc là mạnh đâu, về mới gấp miếng thịt heo để vô miệng cái rồi nghẹn ngang nó chết ở chỗ đó. Như vậy thì không ngậm được miếng cơm tương mà giáng sanh tịnh độ, để rồi phải ngậm miếng thịt heo mà đầu thai trở lại trả cái nghiệp cho con heo này. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì cái đạo lu bù nói tóm lại là cái đạo không có tôn chỉ hành đạo, không có cái giáo lý căn bản để dạy người đời tu, là nghe theo tà sư, nghe theo ngoại giáo, nghe theo những cái hạng là không đúng với tam giáo thánh nhân. Thưa chư đồng đạo, từ cái chỗ đó gọi là đạo lu bù, mà Đức Thầy dạy chúng ta phải ráng tu mới dẹp phá được cái đạo lu bù. Thấy chúng đời này là chữ tu, tức là thấy chúng sanh trong thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này đi sai lạc cái chữ tu rồi, đi không còn đúng với cái đường lối của tam giáo thánh nhân dạy. Thưa quý vị, bây giờ ở đây chúng tôi xin phép mà nhắc một câu chuyện trong đạo của chúng ta, nhưng xin miễn nói tên của người ấy. Mà nếu quý vị có đọc lại trong giáo lý thì quý vị thấy cũng biết ông ấy là ai nữa. Đó. Có một lần tôi và ông Lê Bá Thế với ông Nguyễn Văn Vinh và ông Đặng Thành Tựu đi ở ngoài Quế về, ghé tại nhà thì thấy cái ông này, ông mới nói như thế này. Ông nói thôi đến cái giờ này anh em đi cúng, còn tôi xin phép đi công phu. Tôi nghe lấy làm lạ, tôi là cái người đi sách cặp táp cho ông Tư Tựu đó thôi. Tại sao mà đến cái giờ cúng thì tín đồ Phật giáo hòa hảo cùng đi cúng, hoặc là cúng trước, hoặc là cúng sau, hoặc là cúng tập thể. Nhưng mà ông này ông nói như thế này, ông nói tới giờ này thôi anh em đi cúng, tôi đi công phu. Tôi nghe cái đó nó làm lạ, tôi mới để ý. Thì bây giờ ông Lê Bá Thế, ông mặc khăn đóng áo dài vô ông đi cúng. Ông Nguyễn Văn Vinh cũng mặc khăn đóng áo dài vô đi cúng. Ông Đặng Thành Tựu cũng như thế.
tôi không cúng được. Tôi theo dõi cái thời công phu của ông này coi ra làm sao. Thì bây giờ cái bức tường chiều cao của nó khoảng chừng 3 thước. Tôi đứng trên chiếc ghế bàn mà tôi nhón lên, tôi nhón không tới. Tôi mới lấy cái thang mỏ cò, tôi dựng vô, tôi mới trèo lên cái thang đó tôi dòm cho tôi thấy ở trong. Thì tôi nghe ông nhảy cà bích cà đuổi, cà bích cà đuổi ở trong, không biết làm gì. Thì coi lại là trong đó có màn che sáu phủ. Tôi không thấy cái hình tượng ở trong đó ra sao. Nhưng mà tới chừng cuối cùng rồi có cái quạt gió nó quạt nó phất qua, tôi mới thấy cái hình tượng trong đó, tôi giật mình. Tôi thấy kỳ quá. Mà riêng về cái người hành đạo đó là lõa thể, không có mặc quần áo gì hết. Mà ông cứ ngồi chiếc già mà ông phóng nghe cà cận trong đó vậy. Tôi đâu có nín được. Tôi nói nếu mình thấy mình về mình nói lại không ai tin. Thì ông tư tưởng cúng rồi ông lên ngồi niệm Phật. Tôi lại tôi mới quèo. Quèo tôi nói ông Tư. Ông Tư không lấy cái gì vậy. Tôi quèo tôi nói đừng nói. Tôi chỉ ông lên thang cho ông coi. Ông lắc đầu. Lắc đầu ông xuống ông mới quèo. Ông Nguyễn Văn Vinh là ông Sáu Vinh đó. Quèo ông Sáu Vinh. Ông Sáu Vinh ông lên coi. Ông lắc đầu. Tới chừng mời ông Lê Bá Thế. Ông Lê Bá Thế ông lên ông coi rồi ông cũng lắc đầu. Về cái chỗ đó. Hợp ban trị sự trung ương lại. Mới kêu ông này phải trở lại với cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Nếu ông không theo giáo lý của Đức Thầy mà ông còn theo tà sư ngoại giáo như thế này là ông làm sai đó nha. Thiện duyên ấy cũng tại nơi ta hộ niệm quay linh Đức Phật Đà. Sớm tối đi nằm y chánh pháp mà Thầy nguyên dắt lại hội Long Hoa. Ông không theo chánh pháp cho nên Đức Thầy mới nói sớm tối đi nằm y chánh pháp. Mà cái ông này ông lại là theo tà pháp, cho nên Đức Thầy mới kêu phải y chánh pháp. Mà nếu được như vậy, nếu mà hộ niệm quay linh Đức Phật Đà mà sớm tối đi nằm y chánh pháp, đó là niệm Phật, là gieo nhân, thì cái quả phải giảng sanh tịnh độ chứ, tại sao mà Thầy nguyện dắt lại hội Long Hoa thôi. Nghiên cứu cái điều đó chúng tôi mới thấy cái ông này đi sai cái đường lối giáo lý của Đức Thầy. Có phải là lạc chữ tu không? Thưa chư đồng đạo, như vậy là tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta luôn luôn lúc nào, nếu không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì ai tu theo đạo Phật là phải giữ đúng giới luật của đạo Phật. Ai theo đạo tiên là phải giữ đúng giới luật của đạo tiên. Ai theo đạo thánh là phải giữ đúng giới luật và tôn chỉ của đạo thánh. Nói tóm lại là tín đồ trong ba tôn giáo phải giữ đúng những cái khuôn khổ tôn chỉ của đạo mình thờ. Còn ai là tín đồ Phật giáo hòa hảo là phải giữ đúng với cái đường lối giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Được như vậy mới gọi là không lạc chữ tu. Còn bằng chúng ta đi ngược lại, đạo Phật giáo hòa hảo là tín đồ Phật giáo hòa hảo mà điều răn cấm 8 câu bạch giảng mà chay 4 ngày mỗi tháng không ngơ, ngày 2 thời cúng lại sẹt lơ, lo nói chuyện thiên cơ quyền bí, xưng rằng tôi đi tu mấy năm trì chí, thấy người đời dối mị hoài hoài, chỉ có mấy điều tu ở bề ngoài thôi chứ trong tâm thì chẳng có tu gì cả. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì muốn cho không lạc chữ tu là người tín đồ Phật giáo hòa hảo phải khuôn phò cái giáo lý siêu thượng của Đức Thầy, phải hành tứ ân, hành thập thiện, phải hành bát chánh đạo, phải giữ 8 điều răn cấm đúng theo tinh thần giáo lý học Phật tu nhân của Đức Đại Từ Tôn Sư đã huấn bảo chúng ta. Như vậy mới là không sai lạc chữ tu. Còn bằng không là chúng ta đi ngược lại với giáo lý của Đức Thầy. Chúng ta đi sai một con đường nào đó là chúng ta làm chẳng trọn, sẽ uổng thay một kiếp. Thưa quý vị, không làm sao mà nói cho hết được. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng lại phần nhận xét của hai câu thánh ngôn này. Nếu còn thời gian thì xin mời ông sư ngôn cho qua đề tài khác. Kính thưa toàn thể chư quý vị, vừa qua đề tài thứ hai ông giảng viên đã trình bày xong, nhận thấy thời gian cũng chưa, và đề tài đây tức là đề tài sau cùng, đồng đạo hỏi 4 câu là: thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục nên nhiều lần dục thúc muôn dân, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Ở đây đồng đạo hỏi là thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, mà ghiền như thế nào mà Đức Thầy dùng cái chữ quá ghiền? Và câu thứ hai là: nên nhiều lần dục thúc muôn dân, nhiều lần là Đức Thầy xuống đây mấy lần? Và bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, bạch trinh như thế nào để cho tròn cái nghĩa nhân, và muốn về cõi Phật lập thân cõi trần, lập thân như thế nào để về được cõi Phật? Trân trọng kính mời chú dạy cho đồng đạo nghe chung. Đến đây xin hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa chư đồng đạo, ở đây liên tục là đề tài thứ ba
mà chắc có lẽ là cũng là cái đề tài sau hết của cái phần của chúng tôi gặp gỡ quý vị. Thế sanh chúng quá ghiền cảnh tục, đồng đạo là nêu ra hỏi như ghiền cái gì mà sanh chúng ghiền cảnh tục. Cái cảnh tục có những cái gì mà chúng sanh lại ghiền như thế, mà sao gọi là quá ghiền? Thưa toàn thể quý vị, ở đây Đức Thầy cho chúng ta biết đó, là hố sâu tình dục lại ghiền, tức là ghiền cái tình dục, cái lòng ham muốn của chúng ta. Nó muốn cái gì thì nó ghiền cái đó, nó ghiền chết, ghiền sống, ghiền không thể tách rời được, thì gọi đó là ghiền. Thưa quý vị, chữ ghiền là do nghĩa của chữ nghiện đó. Thí dụ như ghiền thuốc lá, ghiền á phiện, ghiền cà phê, ghiền đánh bài, ghiền chơi số đuôi, ghiền mua số kiến thiết, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình. Những cái thứ ấy là cái hố sâu để nó chôn chúng ta vào dưới đó, mà cái tình dục của chúng ta đó nó lại ghiền. Hố sâu tình dục lại ghiền, mà ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài, lúc người ta chết rồi mà vẫn còn ghiền. Gần tắt thở nằm trên giường nhưng mà chưa biết đâu, gần tắt thở trên giường nào biết, mà bảo vợ con nối tiếp đường lầm, cứ tiếp tục ghiền đi tới như vậy. Thế ấy có phải là ghiền hay không? Thưa quý vị, vậy thì người ta ghiền đó là ghiền cái gì? Ghiền danh. Thế ai khen mình là mình chịu, ai chê mình là mình buồn. Làm như thế nào mà nổi tiếng trước thiên hạ? Cũng tu cũng làm phước vậy, nhưng mà nếu làm phước mà không ai hay, không ai biết, thì cái làm phước này dường như làm hơi nhẹ tai. Còn làm phước mà có trăm con mắt, có ngàn cái lỗ tai nghe, thì người ta làm dám quăng ra hàng bạc triệu để làm phước. Như vậy thì miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài, tu như thế ấy là tu cầu danh, còn ham danh đó. Như vậy thì có phải ghiền danh không? Nếu chúng ta không ghiền danh thì bây giờ ai chửi nghe, ai mắng nghe, ai khen nghe, ai chê nghe. Nhưng cái nghe ấy chúng ta tìm lại coi, người ta chê mình, nếu người ta chê đúng, người ta nói Út Điền đi ăn trộm, xét lại coi mình có ăn trộm không. Nếu có ăn trộm là mình sửa, còn nếu mình không có ăn trộm là mình ngừa. Biết đâu ngày hôm nay như thế này, ngày mai nghèo quá đi ăn trộm thì sao? Rồi mượn cái câu nói là bần cùng sanh đạo tặc à, từ cái chỗ đó. Nếu có thì chúng ta chừa, nếu không thì chúng ta nên ngừa. Chứ mắc mớ gì mà phải giận người ta, mắc mớ gì mà phải ham. Chúng ta đâu phải là cái máy để cho thiên hạ nhận nút đâu. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì chúng ta không ghiền danh. Còn nếu người ta khen mà mình cảm thấy cái lỗ mũi nó hơi nhột nhột, bắt đầu người ta khen riết nở lỗ mũi ra, thì cái chỗ đó là danh mình còn ghiền, phải không? Còn nếu người ta chê cái bắt đầu teo cái lỗ mũi lại, mà cứ nở teo vậy thì coi chừng bị viêm mũi rồi chết đó, chứ không phải thường đâu nha. Viêm mũi bây giờ cũng là một chứng bệnh nan y đó nha. Mà do cái gì? Do chúng ta nở với teo mà thôi. Vậy thì bây giờ cũng đừng nở mà cũng đừng teo. Khen chê thì mặc kệ người ta à. Thưa quý vị, vậy thì ghiền danh là chúng ta chưa, đừng có ghiền. Được ghiền lợi, ghiền lợi chúng ta có ghiền không? Dạ. Chúng sanh thì hay ghiền lợi, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đừng ghiền cái thứ đó. Để tiền có thì ta xài, mà không thì ta nhịn. Vì đồng tiền nó là mạch máu của con người thật. Nếu con người mà không có máu là con người chết. Nhưng ở đây phải nói cho thật kỹ, tiền như thế nào đúng, tiền như thế nào sai. Và sử dụng đồng tiền, tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm thì bạc ác hơn ma. Cái đồng tiền xài đúng chỉ hiền như ông Phật thôi, bởi vì không có ai hiền hơn ông Phật, mà hiền như ông Phật là vậy. Còn bạc xài lầm, bạc ác hơn ma, bởi ma nó đã ác rồi, mà đồng bạc xài lầm là bạc ác hơn con ma nữa. Thì thưa chư đồng đạo, như vậy thì cái đồng tiền ấy nó chỉ trợ duyên trong đời sống của chúng ta thôi, mắc mớ gì mà chúng ta phải ghiền
với nó. Rồi ghiền tình, thưa quý vị, chúng sanh thì luôn luôn lúc nào cũng ghiền tình. Có vợ chánh thì lại kiếm thêm hầu lẻ, mà được tình nhân thì muốn bẻ thêm duyên. Như vậy thì có phải là ghiền không? Như vậy thì chưa thỏa mãn rồi mà còn ghiền. Chắc quý vị cũng còn nhớ, nhớ mà một cái câu chuyện ẩn điển trong giáo lý Đức Thầy nói đó: trớ trêu tạo hóa ông bày trò chua. Cái chữ trò chua Đức Thầy muốn nhắc lại cái điển tích của vua Mãn Kim hồi thời xưa, đời nhà Thanh đó. Có cái ông hoàng đế Mãn Kim, ông sắp chết rồi, mà ông nói rằng khi ta chết rồi phải chôn cái nàng ái phi này theo cho ta, đang xuống dưới rằng mà hầu bên cạnh ta. Ta yêu nàng lắm, ta không thể rời được nàng. Chết rồi, sắp chết rồi mà còn phải bảo là chôn người tình nhân theo cho mình như vậy, có phải là ghiền cho đến chúng thiên quan tài không? Thì bây giờ cái bà hoàng hậu bà nghĩ rằng ở trên đời thì cái nhan sắc của nó đẹp quá đi, nó làm cho hoàng đế phải bỏ mình, mình thân sơ thất sở là do vì cái sắc đẹp của nó. Nên bây giờ ta phải làm sao? Thẻo hết, bà phải thẻo hết da mặt, lóc hết cả thịt, còn lại một bộ xương chôn theo, đằng xuống dưới thấy nó không còn đẹp nữa, nó xấu. Nhưng rồi bà mới suy nghĩ lại, nếu làm như vậy thì xuống dưới mà diêm chúa mà ổng có cái thứ thuốc nào mà ổng vừa hoàng nó trở lại cái sắc đẹp như xưa đó nghe, là không được. Bây giờ phải làm sao? Lấy giấm thật chua, đem cái bộ xương này ngâm ở trong giấm để cho nó hết đẹp. Nó hết đẹp thì xuống dưới thì ông vua không mê đó, ông trở về với mình. À, thưa quý vị, đó là một câu chuyện kể lại. Cho nên ai mà làm cái gì cho mình khổ lắm, ai mà làm cho mình đau lòng lắm, xót dạ lắm, thì gọi đó là trò chua. Vậy thì bây giờ ở đây trở lại cái câu chuyện, chúng ta thấy rằng đối với ông vua Mãn Kim hoàng đế, ghiền tình nhân cho đến lúc sắp trút hơi thở sau cùng mà vẫn còn ghiền, đến lúc chết rồi mà vẫn còn mang người ấy theo, gọi là ghiền. Rồi cái bà hoàng hậu kia cũng ghiền. Ghiền cái gì? Ghiền ông vua, cho nên mới làm cái trò tàn bạo như thế này, thẻo hết thịt da của người ta rồi còn ngâm giấm người ta nữa. Như vậy thì cả hai đều nghiền hết. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì lấy cái câu chuyện ấy mà chỉ cho cái tâm trạng của tất cả chúng sanh, người ta ghiền. Vậy thì cái hố sâu tình dục lại ghiền, mà ghiền cho đến lúc chúng thiên quan tài. Đức Thầy là Phật, thấy xa, hiểu rộng, hiểu hết tâm cơ của chúng sanh, cho nên Thầy nói thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tốt, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Đức Thầy ra đời rất nhiều lần. Nếu nói nhiều lần thì quý vị biết rồi, nào là Đức Thầy chúng ta ra đời làm Phật Thầy Tây An, rồi nào là Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nào là vua Trần Nhân Tông tu chứng đắc đạo quả là Điều Ngự Giác Hoàng, vân vân. Rồi cái kiếp cuối cùng là Đức Thầy chúng ta là Đức Huỳnh Giáo Chủ mà chúng ta đang tôn thờ đây. Như vậy thì nhiều lần dục thúc muôn dân. Dục thúc là cái gì? Dục thúc tức là Đức Thầy hối, Đức Thầy kêu gọi phải tu đi, phải bỏ cái ghiền. Đừng có ghiền cái danh, đừng có ghiền cái lợi, đừng có ghiền cái tình đó nữa. Nếu mà còn ghiền là còn bị luân hồi sanh tử. Bởi người ta mà niệm Phật mà niệm bất nhất là bất sanh tịnh độ, mà ái bất trọng thì bất sanh ta bà. Sở dĩ mà ghiền đó là cái gì? Do lòng ái cảm mà sanh ra, phải vậy không? Ái tức là yêu cái thứ đó, thương cái thứ đó, mến cái thứ đó, chuộng cái thứ đó mới ghiền. Nếu không mến, không chuộng, không thương yêu nó thì chúng ta có ghiền để làm gì? Cũng như thuốc, mình có mến nó, chưa biết hút là còn cái thở mà thiếu nhi, mà ai cho nó ngậm thuốc nó cay lắm, ai phà khói vào mặt nó nhăn mặt liền. Nhưng mà lớn lên rồi, nên 10, nên 15 rồi đó, thì bắt đầu bập bẹ hút thử, ham vui, hút riết rồi ham vui nên mới thành ghiền. Thì từ cái chỗ đó, đời cũng vậy, danh lợi tình cũng vậy. Lúc chúng ta còn nhỏ, lúc sơ sinh, chúng ta đâu có ham danh, ham lợi, ham tình. Hồi còn đến 3 tuổi nó bây giờ cho em lên làm vua em chịu không? Cho em lên làm cái ông chủ tịch nước em chịu không? Nhỏ nó không có biết đâu, không ham đâu. Nhưng mà lớn lên rồi đó thì bắt đầu mới học, mới thi, mới đổ đạt thật là cao để làm cái gì là nguyên thủ quốc gia thế nào đó, để cho thỏa mãn được cái lòng ham muốn của mình. Và từ cái chỗ đó ta ghiền, mà ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, đi đến chỗ là chém giết với nhau.
Thế gian này xung đột với nhau trở thành cái trường quyết chiến cũng tại do cái bệnh ghiền mà ra. Vậy thì giờ đây muốn cho được giải thoát sanh tử là chúng ta phải chấm dứt không còn ghiền. Thưa quý vị, bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết đó, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Thầy hối thúc ta, hối thúc muôn chúng sanh nên tinh tấn tu hành, bỏ cái say sưa nghiện ngập mà trở về với đạo lý để lo tu mà tìm con đường giải thoát. Ngài dạy: Bạch Trinh, giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trời. Thưa chư đồng đạo, Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân là cái gì mà hồi nãy đồng đạo dân chủ hỏi đó? Thế nào gọi là Bạch Trinh? Thưa quý vị, là con người chúng ta có hai phần, như đã nói ở phần trước đó, ở đầu cùng ban chúng tôi nói là con người trong thế gian có hai phần, một là thân, hai là tâm, cũng tạm gọi là linh hồn. Vậy thì thân chúng ta làm sao cho trinh trắng, phải giữ cái tiết trinh đó là của thân, rồi phải giữ cái chữ bạch, bạch nghĩa là trắng, mà bạch là cái tâm cho thật là trong trắng, như thế ấy gọi là bạch. Rồi cái chữ trinh nghĩa là cái lòng trong và cương quyết, không bao giờ bị sự lấm ướt bùng trịnh lợi danh, đừng nhơ bợn một vật gì trong cõi đời, gọi đó là bạch trinh. Vậy thì bạch trinh vừa tu tâm là bạch. Nếu nói đến về cái môn bát thức đó, thì ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu mà không giảng rõ được cái ý chỗ này, chỉ là đại cương nêu thôi. Là con người có cái bạch tịnh thức, mà bạch tịnh thức tức là cái tánh thể của con người chúng ta, mà cái tánh thể ấy gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai Tạng. Thì bạch tịnh thức tức là thầy dạy chúng ta phải giữ cái tâm cho trắng, để trở về với cái bạch tịnh thức là trở về với cái diệu giác chân như. Như thế ấy gọi đó là bạch trinh, tức là phải trung trinh, phải tiết liệt. Vậy thì chữ bạch ở đây là thuộc về giáo lý học Phật, mà chữ trinh là thuộc về giáo lý tu nhân. Chúng ta phải làm sao cho cái tâm mình nó được trắng, đừng một chút nào bận nhơ. Thưa quý vị, như mảnh lụa này có trắng chăng? Mảnh vải này chúng ta thấy trắng, nhưng mà bụi bám vào đây thấy nó dơ bẩn liền. Mà nếu trắng là trắng tựa như hư không, hư không mới là trắng. Chứ trên đời này không có một vật gì mà gọi là trắng so sánh với hư không, chỉ có cái tâm hư không mới là cái tâm trắng. Thưa quý vị, có một lần vua Lê Vũ Tôn hỏi Hiên Hương Hải Thiền Sư thế nào là ý của Phật. Hương Hải Thiền Sư không trả lời trực tiếp với câu hỏi của vua Lê Vũ Tôn, mà Ngài chỉ đọc lại bốn câu kệ thôi: Nhạn quá trường không, ảnh trầm hải thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tạm dịch là: giữa trời cánh nhạn, trong nước bóng chìm, nhạn không còn lưu dấu vết, nước chẳng giữ lại bóng hình. Được như vậy, bây giờ làm sao cho chúng ta trong như nước, làm sao cho chúng ta được trắng như hư không? Như thế ấy gọi đó là bạch. Được như vậy là tánh của Phật, mà được như vậy thì chắc là chúng ta sẽ thành Phật, là nghĩa của chữ bạch. Chữ trinh làm cho chúng ta trở về với danh, câu nhử chúng ta vào danh, bắt buộc chúng ta phải thủ lợi, bắt buộc chúng ta phải chạy theo cái tình cảm nữ nam, vân vân và vân vân. Những cái thứ ấy không có một cái gì sức mạnh nào mà khiến chúng ta phải bỏ lòng tín ngưỡng Phật trời đặng theo sự việc ấy. Chúng ta phải có cái đức tinh tấn và mạnh dạn lên, gọi là trung trinh và tiết liệt. Nếu con người mà không giữ được cái tiết tháo ở chỗ này là không mong gì đạt đạo. Việc thế gian nhỏ mà chúng ta không làm được thì làm sao chúng ta đắc được đạo màu? Thưa quý vị, như vậy là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Thế nào gọi là nghĩa và nhân? Nghĩa nhân nó là hai, hai trong ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí và tính. Vậy thì nghĩa nhân, nhân là cái tình thương, người biết thương người gọi đó là nhân, người biết lo cho người khác
gọi đó là nhân. Chữ nhân thì quý vị có học Hán văn quý vị biết. Nhân bên đây là chữ nhân đứng. Nhân đứng bằng chữ nhị. Vậy thì nhân đứng bằng là con người, mà chữ nhị là người biết lo cho kẻ thứ hai, mình biết lo cho người khác, gọi đó là lòng nhân. Vậy thì chữ nhân là tình thương chứ không có gì lạ. Làm sao chúng ta ban bủa cho mọi người với một cái tình thương chân thật. Nếu cái tình thật tình thương mà đặt giữa chiến trường thì chiến trường ấy máu xương không còn đổ. Thật tình thương mà đặt trước cơn gây gỗ thì gây gỗ kia tức khắc trở nên hòa. Thật tình thương mà đặt trong tánh người ta, người ta ấy hóa ra Bồ Tát. Thưa quý vị, Bồ Tát hoặc là Phật, từ cái chỗ đó là có cái thật tình thương. Vậy thì trên phương diện tu nhân thì lấy cái chữ nhân nghĩa này, còn đối phương diện thì đạo Phật là lấy cái lòng từ bi thương xót mọi người, thì đó là chữ nhân. Chữ nhân mà chúng tôi muốn nhân rộng ra đó là cái lòng từ bi của chư Phật, của Đức Thầy dạy chúng ta. Nghĩa, chữ nghĩa là gì? Chữ nghĩa tức là hay làm việc giúp đời. Kiên nghĩa bất di vô giọng giả, lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Thấy việc nghĩa, thấy việc phải, thấy việc đúng mà không làm, đừng nói mình là người quân tử. Đó, kiên nghĩa bất di vô giọng giả, nói tôi có sức mạnh lắm, nhưng mà mạnh gì thấy cái việc nghĩa mà không giúp không làm thì sao gọi là tự xưng mình là cái người hùng dũng. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng, gặp cái cảnh lâm nguy của người ta mà mình không giúp đỡ, không cứu cho người ta thì sao gọi là kẻ anh hùng. Cho nên cụ Đồ Chiểu mới nói rằng chữ rằng kiên nghĩa bất di, lâm nguy bất cứu mạc phi anh hùng. Thưa chư đồng đạo, như vậy thì cái chữ nghĩa là hay giúp đỡ mọi người. Đối với tinh thần của đạo Phật, đối với cái tinh thần giáo lý của Đức Thầy thì cái chuyện giúp đời là chuyện xã hội, là chuyện bố thí, lấy sở hữu của mình mà giúp đỡ cho mọi người, như thế ấy là làm việc nghĩa. Thưa chư đồng đạo, không làm sao mà nói cho hết được. Vậy thì cái lòng mà được thanh tịnh, cái lòng mà trong sạch, cái lòng mà trắng, cái lòng mà trung trinh được như vậy thì giữ lấy hai cái điều nghĩa nhân. Nghĩa nhân nói hẹp là trong đạo thánh, hai trong ngũ thường của thánh đạo, mà nếu nói rộng là cái hạnh bố thí của Bồ Tát và cái hạnh từ bi của chư Phật, chứ không phải là cái chuyện thường. Thưa quý vị, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Thưa chư đồng đạo, nếu chúng ta muốn về cõi cực lạc chúng ta phải làm sao? Bây giờ người tu cần phải đem của mà bố thí, tôi về cực lạc rồi bố thí cho ông Phật Di Đà, về cực lạc bố thí cho Quan Thế Âm Bồ Tát và các vị thánh chúng ở trên đó được không? Hay là phải bố thí ở tại đây, thấy người khổ động lòng thương, đem của sở hữu mình mà giúp đỡ cho người ta, tức là lập thân ở tại cõi trần này. Cái phương pháp lập thân của người tín đồ Phật giáo hòa hảo là phương pháp học Phật, là học theo đường lối của đạo Phật. Tu nhân là làm cho tròn cái đạo làm người, là phải biết thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để đưa cho nhau vào con đường đạo đức, rồi dẫn cho nhau rời cõi ta bà vũ trược ác thế mà giáng sanh về cõi tịnh độ. Thưa chư đồng đạo, như vậy là muốn về cõi Phật phải lập thân trong cõi trần, chứ muốn về cõi Phật mà lập thân với cõi Phật là không được. Người ta thường nói rằng bữa nay là tôi tu nha, tôi tu với trời với Phật chứ không phải là tôi tu với anh đâu, anh chửi tôi không có nhịn anh đó, tôi đánh anh đó. Như vậy là mình về cõi Phật mình mới lập thân. Còn ở đây là phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Trong đạo chỉ có cái đức nhẫn nhục là cao hơn hết. Mà nếu chúng ta ở đây mà chúng ta không nhẫn nhục được, chúng ta chờ đến chừng nào? Chờ đến thành Phật rồi mới nhẫn nhục hay sao? Thì đã không nhẫn nhục thì làm sao thành Phật được? Thế cho nên là phải lập thân trong cõi trần này. Cũng như trong một đoạn kinh nói, dục đắc tịnh độ đương tịnh kỳ tâm, kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Muốn về cõi tịnh độ là trước hết phải tịnh lấy lòng mình. Nếu lòng mình mà không thanh tịnh thì đừng mong về cõi Phật. Vậy thì muốn về cõi Phật phải lập thân trong cõi trần. Thưa quý vị, bây giờ theo chúng tôi hiểu, không lầm thì chắc là hết cuộc băng rồi, nhưng tại cái đề tài này hơi dài, mong quý vị thông cảm. Bây giờ để kết luận cái đề tài này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị một câu chuyện xưa như thế này.
Hồi thời xưa, ông Minh Giám Thiền Sư, ông dạy hàng chư môn đệ tử. Minh Giám Thiền Sư lại với Bạch Ẩn Thiền Sư đó là cùng một thuở, cũng là bạn đồng sư với nhau. Cho nên ông Minh Giám Thiền Sư đó cũng dạy cái ông vua Bạch Tịnh. Thì ông vua Bạch Tịnh đó, thì ông có một cái nàng công chúa tên là Bạch Trinh. Bây giờ ông vua Bạch Tịnh ông mới đi sang cái xứ khác đi làm cái công tác gì của nhà vua, không còn cúng dường Minh Giám Thiền Sư như cũ nữa. Ông mới sai con gái của mình là cái nàng Bạch Trinh công chúa rằng con phải thay cha hằng ngày đến tại chùa Minh Giám để rồi cúng dường sư Bạch Ẩn và sư Minh Giám cùng chư tăng. Bây giờ đệ tử của ông sư Minh Giám có một cái ông trưởng tử của ông sư Minh Giám là một vị thiền sư không còn nhớ tên. Thấy cái nhan sắc của cái nàng công chúa Bạch Trinh đẹp quá, ông mới phải lòng. Bây giờ trải qua 3 tháng mà ông vua ông đi điền điệp ở bên ngoài mới trở về, thì nàng công chúa Bạch Trinh không còn đến chùa để cúng dường chư tăng nữa. Bây giờ ông vua làm cái trách nhiệm đó, cho nên cái ông trưởng tử của sư Minh Giám đó mới buồn, mới nhớ cái người đẹp bên kia mà không biết phải làm sao vậy. Nhớ riết rồi ngày thì không ăn, đêm thì không ngủ, thì gọi là cái bệnh này là bệnh gì? Ai cũng biết đó là bệnh tương tư. Nắng mưa đó là bệnh của trời, mà tương tư là bệnh của người nhớ nhau, thấy không? Thì bây giờ cái ông sư này ông nhớ cô bên kia rồi, nhớ quá ông trời, không làm sao mà mạnh được. Ông nằm vào vào như ngủ như ngay mà ông cứ nhắc đến Bạch Trinh hoài vậy. Bây giờ ông Minh Giám Thiền Sư cũng biết được cái bệnh, nhưng mà không có cách nào trị. 5 thầy 7 thuốc không làm sao mà trị được. Thầy nào cũng hay, thuốc nào cũng giỏi, nhưng mà không trị được cái bệnh ghiền cảnh tục, không trị được là cái bệnh mê nhiễm trần ai. Cho nên bây giờ phải làm sao? Ông nói tại có nàng công chúa Bạch Trinh, thì chỉ có công chúa Bạch Trinh mới trị được cái bệnh này mà thôi. Ông mới sang qua bên kia, mới thưa với nhà vua như vậy vậy. Thì ông vua nói bây giờ biết làm sao vậy? Thôi, tại cũng có con, hữu nhan sắc, hữu ác đức. Có nhan sắc, sắc đẹp của con làm cho là bại hoại cái tâm cơ của một vị tu hành. Con bây giờ cũng phải đi qua bên đó, con phải làm cái trách nhiệm. Nhờ nàng công chúa Bạch Trinh ít nhiều gì cũng đã giác ngộ được, biết được giáo lý của Phật Đà, cho nên ngài quyết lòng phải làm một cái chuyện nghĩa để cứu một nhà sư. Thưa phụ vương, bây giờ để con qua bên đó con làm cái phận sự. Bây giờ ông sư cụ á, ông Minh Giám ông mới vô, ông mới gõ cửa, thì cái ông trưởng tử kia ông làm thinh, nghe tiếng thầy rồi nhưng mà không tiếp thầy, nhưng mà nghe nhắc: này con, bữa nay có công chúa Bạch Trinh sang đây để thăm con. Ông lờm cờm ngồi dậy liền, mở cửa phòng bước ra tiếp công chúa Bạch Trinh liền. Thì gặp công chúa Bạch Trinh cái ông ta lại vái chào mừng rỡ vô cùng tận, thì coi như mạnh dạn bình thường không có đau ốm gì hết. Thì công chúa Bạch Trinh biết đây là tại mình, cho nên nàng quyết lòng ở lại. Nàng nói được rồi, bây giờ con xin trân trọng kính mời sư cụ ra ngoài để con tâm sự riêng với vị thiền sư này. Bây giờ nói mau vậy là về thôi. Bây giờ tôi đến đây tôi sẽ cống hiến cuộc đời của tôi, tôi trao thân gửi phận cho ngài, ngài có đồng ý không? Thì ông sư nghe nói ôi liền à, ông à không có từ chối chút nào hết trơn á. Tôi không có dám từ chối cái ý tốt của cô đâu, nhận liền đó. Thì bây giờ phải làm sao? Nhưng mà xin ngài cho tôi hẹn, hỏi hẹn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tôi cũng chờ hết, miễn là nàng là của tôi thôi. Hẹn 7 ngày, hẹn 7 ngày thôi. Thì bây giờ ông đóng cửa phòng, ở trong ông mạnh dạn ăn cơm lại ngủ nghe bình thường, mà trông cho đến cái ngày thứ 7. Bây giờ ở ngoài đó thì nàng công chúa rất giỏi, là cầm kỳ thi quả nàng rất hay, cho nên ngài chấp bút lên ngài mới vẽ, vẽ rất nhiều cái bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Ngài vẽ như vậy xong rồi 7 ngày thì ngài mới ngồi, nàng công chúa Bạch Trinh mới ngồi ở chính giữa, và mấy cái bức tượng đó trải từ gần ở trong thân mà trải dài ra tới bên ngoài,
hàng mấy trăm cái bức tượng như vậy. Bây giờ đúng ngày thứ bảy mở cửa bước ra, trong mà hợp cẩn giao bôi. Thưa quý vị, đi ra bước, bước cho ông thấy là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ông mất hồn, ông nói không được. Vậy thì bây giờ là nàng phải dẹp, nói không. Bây giờ ở đây ngài có tâm, tức là có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Còn tôi thì nhân nhân hữu tánh Như Lai. Cái bản tánh Như Lai tôi ở đây, Đức Như Lai ở đây mà ngài không sợ, mà ngài muốn là dẫm bừa trên thân của Đức Như Lai này. Còn cái này là hình giấy với mực mà có gì đâu, cứ việc dẫm bừa đi qua đi. Đi qua đây thì ông mới suy nghĩ làm sao đó. Ông đứng ông nhìn một hồi, cái ông mới lại mấy cái bức tượng đó, lại bức tượng rồi tự giác ngộ, tu chứng, tu hành chứng đắc đạo quả. Vậy thì cái nàng công chúa Bạch Trinh này sẽ làm được việc nghĩa, làm được cái việc bố thí, vì cái lòng từ bi, vì cái đức nhân thương người mà triển khai đến cái đức từ bi của chư Phật, mà để làm cái việc nghĩa là cái việc bố thí, đem cái thân của mình liều mạng đến đây mà cứu một nhà sư ra khỏi cái hầm hố của tình dục, sự nghiện ngập say sưa trong cõi đời này, để rồi tu hành chứng đắc đạo quả. Thưa quý vị, như vậy câu chuyện kia dầu không có liên quan